Ngày xưa tiên sinh cho biết nếu mà chúng ta lọc nước hoàn toàn thật sạch, nghĩa là không có nước ra là nước vô trùng lắm, nước vô trùng, thì sự thật nói nó không tốt lắm. Bác Tài nói về máy lọc nước 8 lõi, 9 lõi hiện nay mà các cửa hàng bán. Máy đó có lọc được sạch nước để uống trực tiếp không ạ? Vì cháu nghe nói cái lõi đó nó có bổ sung khoáng chất gì đó. Một cái quan điểm mới là cái anh này ảnh nói là có cái máy lọc nước ở ngoài ngoài các cửa hàng họ bán đó, bác Tài, nó có bán tới 9 lõi lọc. Thì bây giờ là họ lọc trực tiếp luôn, nó có những cái than hoạt tính ở trong đó đó bác Tài, thì ra những cái lõi lọc đó là nó lọc sạch nước để mình có thể mình uống trực tiếp. Thì tùy con thấy là con cũng thấy có nhiều cái quảng cáo đó, nó có bổ sung thêm khoáng nữa, nhưng mà con nghĩ là mình chỉ cần những cái lọc, những cái giống như hồi xưa ông bà mình là bỏ cát sỏi với lại than á, cái than mình đốt từ cây củi mình bỏ vô mình trộn để mình lọc nước á bác Tài. Thì con thấy cái công nghệ họ họ cũng dùng cái than đó để mà lọc nước, thì uống trực tiếp, anh này hỏi là uống trực tiếp có được không đó, vì cháu nghe nói là có bổ sung cái khoáng chất gì đó nha. Thưa quý vị, như vậy quý vị đừng uống cho nó xong khỏi thắc mắc, quý vị lọc xong xuôi rồi nè, quý vị muốn trực tiếp dễ lắm. Quý vị lấy hai lít nước sau khi nó lọc rồi đó, quý vị lấy nước, quý vị đem lên viện Pasteur đó quý vị. Tôi đã đi kiểm định rồi, thì tôi đi kiểm định tôi có nước này rồi và cái nước khoáng rồi, để có hai cái mình so sánh với nhau. Thì nhờ viện Pasteur nó kiểm định như vậy khoảng 3 triệu đó quý vị, 3 triệu đồng kiểm định cho ra nước có thể uống trực tiếp không, là nước sinh hoạt không, chỉ nơi đó mới biết được thôi. Còn chúng ta muốn chắc, chúng ta làm ơn làm phước chưa có đi kiểm định thì làm ơn nấu sôi nên uống dùm tôi cái. Nên chúng ta đâu có chắc ăn đâu nha. Lấy tôi lặp lại nha, dưới 2 lít là ta chỉ muốn ra đó, được gần 2 lít trong cái bình mà đem đến viện Pasteur nè, Pasteur của thành phố Hồ Chí Minh, đem xin kiểm định là tôi muốn uống này, uống trực tiếp nước được không, ta coi trong đó có Staphylococcus hay không, có nấm hay không, có cái gì vi trùng, nhất là Staphylococcus rất là nhiều, rồi có kim loại nặng không, có cadmium không, cadmium mẹ kia rồi cadmium, cadmium hay không, arsenic hay không, ta biết gì ta đưa cho mình biết, có kẽm, có đồng, có gì bao nhiêu biết hết trơn, rồi đem về nhà tính em là xong. Chứ còn nhiều mình đó không ra, mình đó nó sao ra được, chịu thua. Mình nhờ cái gì, nhờ các vị bên 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 phân tích định tính định lượng cho mình là mình chắc ăn luôn. Mà nhưng mà có cái bí mật này, ngày xưa tiên sinh cho biết nếu mà chúng ta lọc nước hoàn toàn thật sạch, nghĩa là không có nước ra là nước vô trùng lắm, nước vô trùng, thì sự thật nói nó không tốt lắm, nó không tốt, nó gọi là nước chết rồi, nước vô trùng, nó không còn gì hết, nước chết hoàn toàn, không còn cái trùng nào, không gì nữa. Thì cái nước đó tiên sinh nói không phải là nó tốt lắm, không phải. Đây coi chừng cái này thôi, mình kiểm cẩn thận cái này thôi nha, để có giết chết hoàn toàn đó. Nước sống nó khác, còn nước chết là nước tinh khiết đó, nước tinh khiết mà ta nói là tinh khiết không hoàn toàn, không có gì, thì cái nước đó uống nhiều không phải được lành. Thẳng tôi nói luôn, nếu có gì qua được ở bên Nhật, nếu mà anh Hậu đi được, ai đi được, bác Hưng đi rồi nhớ nói, thì mua giùm tôi cái Dragon, nó gọi là long nham thạch, the dragon rock, dragon rock, dragon rock, cái miếng nó bán từng miếng cái gì, thì có gì sau khi người lọc nước lên rồi nó thiếu khoáng cái gì, nó thiếu khoáng thì người ta bỏ cái miếng long nham thạch cái gì vô trong đó, thì nhớ nha, phải mua lại cái chỗ nào có uy tín mà nơi đó mình nói là đây đem về tôi để bỏ nước uống, thì có gì để trong cái đó thì nước nó nhỏ xuống đó, cái long nham thạch nó tan mấy năm trời cái gì, mỗi lần nó tan ra một cái đơn vị rất là nhỏ nhỏ xíu thôi, 10 năm nó chưa hết thì tan hết cái viên đó, thì nó bổ sung khoáng chúng ta hết sức tốt đẹp, sau khi chúng ta bị nó dơ quá chúng ta lọc ra rồi nó hết khoáng hết chị trơn rồi, thì để cái miếng nó vô, thì ở bên bên giờ có bán cái gì mà chúng ta, tôi không thấy đâu rồi này, không thấy đâu rồi đây, mà cũng có những người hôm trước ở bên Nhật nó qua nên mình tiếc là mình cũng không có nhớ và cũng không có nhờ những người này mua cho, này mình không chắc ý, nếu mình mua mình phải đến cái chỗ nào để bán để là đem về để tôi bỏ vào trong
nước thì người cũng khỏe vô cùng. Đó, thì tự nhiên cái đá đó, đá tự nhiên từ trong núi lửa nó phun ra long nhâm thật. Yeah. Đó thì xin có nhắc cái đó, bây giờ mình kiếm cái đó khó quá, thôi chúng ta đặt vậy, chúng ta đặt khi có cái gì sử dụng cái đó thôi. Thì càng thêm thắt chừng nào nó càng biến hóa chừng nào, cái chất nó càng không có được tự nhiên nữa. Như nước mưa xưa tốt, bây giờ nước mưa không được tốt nữa, gì thấy không? Nước mưa giờ cũng không được tốt nữa, nhiễm đủ thứ hết trơn rồi. Rồi nước suối, bây giờ nước suối khoáng còn hy vọng. Ví dụ những cái nơi mà ta đào những cái nước suối khoáng, còn cái nước á mà ta lọc từ trong nước máy ra thì nhất định là nó không bằng cái nước suối rồi. Nước suối đó là nước suối của mình, nhưng mà nước suối là coi chừng, nước suối là phải coi chừng, là coi kiểm tra trong đó nồng độ khoáng như thế nào và có lẫn chất bẩn hay không. Đó, nước suối vẫn là tốt hơn. Và tôi nói luôn là bên Pháp cũng may mắn, nó có cái Evian, cái gì nhớ Evian, chữ E nó bị chữ E là VIN, nước tuyệt hoàn toàn, uống vô nó khỏe mạnh, nó sống lâu. Cái Evian nó giờ nó có bán ở Sài Gòn mắc lắm, một chai nước của mình á, nước suối của mình nó bán, mình bán là 4.000 là cái gì, nó bán hình như là 40.000 hay là 100.000 gì đi, một chai nước Evian của Pháp cái gì tuyệt vời. Trời đất thương cái một cái dân tộc cho một cái nguồn nước suối quá thiệt là tốt, tuyệt vời. Evian trong gì nhớ ha, khi nào có gặp uống thử thì có tiền thì uống, chứ uống không nổi gì mắc quá.